Chánh niệm và tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác phát sanh trí tuệ như thế nào? Như sư nói đó, khi mà quý vị tập trung vào bốn niệm xứ, tập trung vào bốn niệm xứ, có một điều đó là khi mà quý vị thực hành đối với một số nơi thì cái vị hướng dẫn không có nói rõ điều như thế này. Đó là khi quý vị quan sát bốn niệm xứ đó, có ba cái khía cạnh mà quý vị cần phải lưu ý. Thứ nhất á, là cái khía cạnh vô thường của bốn niệm xứ. Cái thứ hai là khía cạnh khổ. Cái thứ ba là khía cạnh vô ngã. Thì khi quý vị quan tâm đến ba cái khía cạnh này đó, tức là quý vị đang dùng cái trí tuệ để quý vị quan sát đó, để quý vị soi rọi đó. Thì do đó đó nó làm phát sinh ra trí tuệ. Ngoài ra, bản thân cái việc chánh niệm đó nó còn giúp quý vị phát hiện ra đây là danh, đây là sắc, đây là thiện, đây là bất thiện, đây là nhàm chán, đây là ly tham. Đấy. Thì bản thân cái chuyện mà soi rọi vấn đề đó chính là anh tuệ. Nhưng nếu như mà quý vị không nhớ đến bốn niệm xứ, tức là quý vị không có cái niệm ấy, thì làm sao cái tuệ nó phát sanh? Quý vị không có cái sự cố định đối với bốn niệm xứ, không có chạy ra khỏi bốn niệm xứ, tức là không có trách nhiệm của cái anh định ấy, thì làm sao mà cái anh tuệ anh phát sanh? Cho nên ba cái anh này luôn luôn phải đi kèm với nhau.